Dàn combo karaoke giá xương xương khoảng 600 củ thì có những cái gì? Hôm nay Mr. Trung sẽ giới thiệu đến các bác cái dàn này. Ừ, anh em, cái dàn mà anh em đang xem này thì hiện tại đang có hai tay Nexo Gel mà bên em đã lên sóng ở video trước với các bác rồi. Và có hai con sub LS18. Bọn này bằng đếp cao thôi. 2019. Rất nhiều anh em đã nhắn tin cho sóng âm thanh cũng hỏi, nhưng mà xong rồi cũng kết một câu là tài chính em vẫn chưa đủ. Bao giờ cái giá nó down xuống một nửa thì anh mua. Đây, hiện tại có cả một con âm ly của Nexo luôn. NXAMP 4x1 MK2. Đây là có một bộ mic Sennheiser. Con này anh Trung biết giá mới bao nhiêu không? Con này như khoảng 300 thì phải. Không, có 300 là con 4x4, con này là hơn 160 triệu con âm ly này. Đấy, các bác tiền gắt. Nhiều để làm gì? Đấy. Bộ này rất là gắt luôn, Sennheiser nữa này. Sennheiser EVK100G3. Đấy, cái bộ này giá mới là bộ mic ạ, giá mới là 18 triệu rưỡi, nhưng mà em có những cái bộ bãi này thì giá rất hợp lý anh em nhé, chưa đến 10 triệu một bộ thôi. Kết hợp với một con mixer mới nhất của DB mà chưa ai lên sóng cả. Con này thì bên em cũng đang test. Bên em cũng đang test để khai thác hết các chức năng của nó, xong rồi sẽ lên sóng cho các anh em xem. Hôm nay thì test thử luôn để các bác cái chất lượng nhạc và hát thử luôn, để thử cái effect của con bàn mixer mới này của DB luôn trên cái dàn Lairay Gel của Nexo. Mời anh em thưởng thức nhá. Đấy, để phát nhạc trên con này thì em có con iPhone 15 Pro Max. À, khoe chưa ra. Khoe khoe người yêu à? Khoe người yêu à? Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường. Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thương. Từ khi tôi mới yêu người đó. Phải nói là những cái dàn này khi nào cần rửa tai thì em đều lên đây em nghe. Tiếng nó rất là chi tiết ở Lairay, còn đâu cái full ấy, tiếng nó ấm và nó lực sâu. Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu. Các bác khi mà nghe trực tiếp ấy thì sẽ khác khi các bác nghe qua điện thoại hoặc là qua TV. Nghe nó rất là cảm xúc luôn, rất là sạch. Dù tôi không muốn tin là hết tình yêu như lá theo mùa chết. Tình năm xưa sẽ tan sau một cơn mưa. Người tình ơi, yêu đương là trở nên mong. Yêu đương là chết trong lòng. Yêu đương là khối sầu thương. Người tình ơi, yêu đương là tiếng. Ok, bây giờ sẽ hát và để các bác nghe thử karaoke trên cái dàn này. Đấy. Mix Sennheiser mà đi với Lairay Gel của Nexo thì phải nói là hết nước chấm. Alo thử đi. 1, 2. Ở đây thì em sẽ không hát echo, em sẽ hát reverb đúng như là ca sĩ luôn. Đấy, ok. 1, 2, 6, 7, 2. Theo yêu cầu của bác Ách thì em sẽ hát tặng bác cái bài là Em Nên Dừng Lại. Chắc là bác ấy đang vướng vào một mối tình nào đấy và nhắn tin cho bên em bảo là nào Tết thì hát cho anh cái bài Em Lên Dừng Lại. Nhiều lần thấy em khóc, khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai đâu. Một người từng dần thương. Các bác nghe, các bác không muốn bên em nói với nhau. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Buồn phiền làm chi dối trá. Sáng hôm buồn tối em đau đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai?
hình hài là một nhánh hoa dài so sánh sao đường với những đóa hoa hồng lạ lơi. Người con trai chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà thích ở bên tay đưa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, một bề đằng sau những nụ cười ta tránh gió anh chẳng chịu thương em đến đâu. Ok, các bác vừa được nghe âm thanh phát ra từ một trong những cái bộ dàn âm thanh rất là chất lượng của Nexo kết hợp cùng với mix sennheiser và một cái bàn mixer rất là mới của hãng DBAutic. Vừa rồi vừa test thì các bác nghe tiếng effect của nó. Và nếu như các bác có những cái đánh giá nhận xét gì về chất âm của bộ dàn này thì hãy để lại cho em những cái bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác và hứa hẹn là sắp tới đây bên em sẽ về rất nhiều những cái hàng bãi chất lượng để phục vụ các bác yêu âm thanh. Ok, bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo của Sóng Âm Thanh.